mọi người nha. Chào mọi người quay lại cái kênh của em ha. Thì hôm nay em giới thiệu một con máy rất là VIP nha, đỉnh cao nha. TL437, LM437M. Loại này là dòng Mitsubishi á. Mitsubishi á nha mọi người. Do virus corona có chiều hướng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt. Đây là TB ha. TB437 ha. Nữa là nồng nó 43 ly á. Chưa vệ sinh máy này, chưa vệ sinh đâu. Cô rất là đẹp. Con này thì hơi cao tiền. Máy này là máy cần xây ha. Cần xây là mọi người có thể làm. Cái này nó có một cái chặn nha. Ví dụ áp cái này xuống rồi nó chặn cái này lại. Là nó không xây nữa ha, nó không xây nữa. Có một cái kẹp ở đây ha. Cần zin của nó, cần zin của nó luôn nha. Ha, mọi người thấy không? Cái tâm của nó, tâm nhôm rất là đẹp. Mitsubishi này. Đây. Cái tâm ký hiệu Mitsubishi luôn ha. Tâm rất là VIP. Nó rất là VIP nha. Hồi rất là nhanh, hơi nó rất là nhanh. Có rất là nhanh. Máy là máy, là máy lớn mà giá nó cao tiền ha. Máy hơi rất là nhanh, rất là cứng ha. Máy này thì công suất lớn, đánh cướp đồ rất là VIP nha. TUL 43 ly. Máy chưa dọn, chưa vệ sinh nhưng mà hơi rất là tốt. Mọi người thấy dây giật không? Dây giật ánh sáng luôn nè. Cái bình xăng này vệ sinh ra rất là đẹp ha. Hãy tiếp xúc với người có thể đẹp cúng. Người có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh không nên đi du lịch đến nơi đông người. Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương. Khuyến cáo về phòng chống bệnh viêm. Có rất là nhiều loại máy nha mọi người. Có nhiều loại. Ai mua thì cứ alo thôi. Con này giá của nó, giá dọn của nó thì nó tầm khoảng 4 triệu một bộ ha. Còn 4 triệu một bộ. Còn 4 triệu một bộ. Giá dọn rồi á, 4 triệu một bộ. Nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Hàng đắt thì nó sẽ đắt tiền thôi nha. Chứ tại vì hàng này nó ít có nên mọi người tranh thủ mua ha. Zin hết, máy rất là mới. Chế zin luôn nha, chế chưa vệ sinh zin luôn. À, ok.